Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh Startup Phong Tuyền. Hôm nay mùng 2 tháng 9 thì bên em có về được một ít cái phụ kiện. Kèm theo đó là em đang có hai cặp bánh Canva Granulo, dòng này là dòng Boroban 50 các bác nhé. Bánh này của em thì nó là hàng mới phun thùng. Phụ kiện đây, em có khui hết ra rồi đây. Rất là nhiều phụ kiện, cái này thì được em mua và tuyển ở bên Nhật về các bác nhé. Đây. Tạm thời trong cái video ngày hôm nay thì em lên hai cặp bánh trước, bán cho các bác hai cặp bánh trước các bác nhé. Còn cái phụ kiện này thì để nghỉ lễ xong rồi em sẽ lên từng món báo giá chi tiết, có chi tiết từng món và báo giá các bác nhé. Tạm thời hôm nay thì chưa có các bác ơi, chưa có chi tiết từng món. Giá thì em có rồi nhưng chưa có chi tiết từng món các bác nhé. Đây có ghi đông này, kính này, lá đĩa này. Đồng hồ các min này. Bên đây thì có áo, quần. Thì các bác có nhu cầu sử dụng cái cặp bánh trước đi các bác ơi, thì liên hệ với em với số điện thoại là 0936 525 998 với Zalo là 0983 525 862 các bác nhé. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết hai cái cặp bánh này. Đây có một cặp này em khui sẵn ở đây rồi. Đấy, còn một cặp này thì nó đang nằm ở trong thùng đây. Hai cặp này thì cấu hình nó như nhau, tem mác như nhau, mọi cái thông số là giống nhau hết các bác nhé, và đều là hàng mới phun thùng hết. Thì em quay một cặp thôi, còn một cặp thì em cứ để nguyên ở trong thùng này các bác nhé. Đây này. Mới phun thùng, dòng Canva Boroban 50 AC3. Em đi vào cái cặp ở ngoài đi. Hàng mới thì phụ kiện của nó sẽ có đầy đủ hết các bác nhé. Đây thì nó sẽ có sách vở hướng dẫn sử dụng này. Dòng này là dòng vỏ ruột rời các bác nhé, hoặc là các bác dùng túp led cũng được. Túp led thì không cần cái ruột. Vỏ ruột rời thì các bác gọi hay còn gọi là xăm lốp các bác nhé. Đây thì nó sẽ có một cái túi đựng phụ kiện này. Đấy, trong đây thì nó có nối van và nó có cả cái tool để mình tháo cái nối van các bác nhé. Bên đây thì nó sẽ có tì bật. Cái tì bật của nó cũng có cả mã chạy cốt luôn các bác nhé. Tìu Canva. Sách vở, đây thì sẽ có thêm má của Canva luôn các bác nhé. Và nó sẽ có thêm cả hai cái nạy lốp, hay còn gọi là móc lốp. Các bác miền Nam thì gọi là nạy lốp, miền Bắc thì gọi là móc lốp các bác nhé. Đây, má của Canva này, má carbon, má chuyên dụng, sử dụng cho bánh carbon các bác nhé. Đấy, còn đây thì nó là cái cấu hình của bánh. Thì hôm nay nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì hai cái cặp bánh này thì em sẽ để cho các bác mức giá tri ân khuyến mại, giao lưu các bác giá cực kỳ tốt các bác nhé. Cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay thôi, và nó chỉ có hai cặp các bác nhé, hai cặp. Đấy, bác nào nhanh tay thì còn các bác nhé. Đây là một cặp bánh Canva, dòng này là dòng Boroban 50, Boroban 50 này. Bản này thì nó có AC3 các bác nhé. Đây, AC3 là nó những cái đường khía này các bác này. Boroban 50 thì cái carbon của nó sẽ cao 5 cm. Đó. Và nó sử dụng là xăm lốp vỏ ruột rời các bác nhé. Đấy, đây. Cặp này thì nó sản xuất là 2022. Đó. Nó có cả năm sản xuất các bác nhé. Đấy, đây. Cái tem của thằng Canva hàng xịn thì nó sẽ dán chìm vào trong đấy các bác nhé. Các bác sờ là không thấy có cái vết gì cả. Đây. Đó. Dòng bánh Canva thì nó rất là hay cái là nó không có dây tim các bác nhé. Đấy. Dây tim của nó là đây, toàn bộ là nó cái này nó bọc bằng carbon hết các bác nhé. Đấy, nên là các bác không cần phải dùng dây tim, nên là những cái dòng bánh của Canva nó chống nước. Đấy, chống nước rất là tốt các bác nhé. Đấy, nó có cái dây tim ấy thì sau một thời gian sử dụng ấy, thì cái keo ấy, cái keo của nó sẽ bị hư, thì nó rất là dễ bị vào nước, hoặc là các bác dùng túp led nhưng mà cái keo nó hư là nó rất là dễ bị xì hơi. Đấy, nhưng mà cái dòng Canva thì nó hay một cái là nó bọc toàn bộ bằng carbon hết. Đấy, chống nước rất tốt. Đấy, dùng túp led thì không bao giờ lo bị vào nước. Đấy. Nó vào nước thì nó sẽ xì hơi ra cái lỗ chân van, chân nan đấy các bác nhé, hoặc là cái lỗ thông hơi. Đó, rất là hay ở cái chỗ đấy thằng Canva. Nó làm rất ngon ở cái chỗ đấy các bác nhé. Bánh này thì nó sẽ sử dụng cối. Cái cối này là cối sử dụng được cho những cái bộ group 10, đấy, 11 lít của Shimano và Sara. Đấy, các bác đang sử dụng những cái bộ group 12 lít cũng được các bác nhé. 12 lít của Shimano là dùng được cho cả cái cối này các bác nhé. 10 này,
11 12 lít các bác nhé. Đó. Của SRAM, của Shimano. SRAM thì các bác chỉ dùng được đến 11 thôi. 12 của SRAM thì nó là dòng cối XDR rồi. Đấy. Thì nó là kiểu như là những cái dòng thắng đĩa rồi các bác nhé. Còn cái cặp bánh này của em thì nó là thắng zin. Thắng zin, thắng cơ này các bác này, bánh cơ các bác nhé. Đó. Cối đi. Nói đến Kamba ấy, thì nói chung là những cái cặp bánh Kamba thì cái độ trớn này, độ hot của nó thì em không cần phải quảng cáo và nói quá nhiều về nó rồi các bác ơi. Các bác chơi xe mà các bác chưa sở hữu cho mình được trong cái bộ sưu tập một cặp bánh Kamba thì đấy là thật sự nó là một cái thiếu sót đấy các bác, nếu mà các bác có điều kiện. Mới 100% các bác nhé. Dòng này thì nó là dòng đời cao nên là nó sử dụng cái dòng bạc đạn USB Ultra Smart Bearing. Bạc đạn này thì nó là siêu trớn rồi các bác nhé. Đùm USB này, Ultra Smart Bearing, siêu trớn các bác nhé. Rất là trớn và nhẹ. Cái thằng Kamba này thì cái tiếng nổ của nó rất là hay và nghe cái tiếng của nó rất là thanh các bác nhé. Nói chung là đây, rất là hay các bác ơi. Đó. Đây là bánh mới các bác nhé. Đấy, các bác về các bác chạy tầm khoảng 1 tháng ấy là cái mỡ ở trong đây nó tan ra này, là nó nổ còn hay hơn nữa và nó còn trớn hơn nữa đấy các bác nhé. Đây là mới nên đang còn nhiều mỡ và đấy, đây. Mới em mới lắc nhẹ này. Đó. Nó nổ hay lắm. Rồi. Bản AC3. AC3 thì các bác chạy đèo dốc này, hoặc là các bác chạy trời mưa thì các bác thắng ấy, thì nó sẽ ăn hơn là những cái bản mà nó không có AC3. Nên là cái giá trị của nó cũng sẽ cao hơn là những cái bản nó không có AC3 các bác nhé. Đấy, còn các bác chạy đường trường bình thường, trời nắng ráo bình thường thì nói chung là cái này thì em cũng chạy thử rồi. Đã chạy AC3 và chạy không có AC3 thì nói chung là em thấy là một thằng thì nó 9,5, một thằng là 10. Đấy, có điều kiện thì các bác thêm mấy triệu các bác mua AC3 nếu mà các bác hay chạy đèo dốc. Đấy. Còn không thì các bác chạy đường trường đường bằng thì mình tiết kiệm được mấy triệu thì mình mua cái dòng nó không có AC3 chạy cũng rất là ok rồi. Đấy. Cấu hình thì nó giống nhau, nó chỉ mỗi cái là AC3 thì nó kẻ thêm mấy cái đường này này để nó tăng cái độ ma sát đấy các bác, kiểu như thế, xử lý thêm một chút ở đây để cho nó tăng độ ma sát thì khi các bác xuống dốc thì các bác bóp phanh ấy thì nó sẽ ăn hơn, kiểu như thế. Cái độ trớn, độ mượt ấy thì nói chung là cái Kamba thì nó là đầu bảng rồi các bác ơi. Đấy, những cái anh em người ta hay đua những cái giải phong trào, những cái giải lớn HTV Cup ấy, các bác cứ để ý mà xem. Đấy, 90% là anh em người ta sử dụng những cái cặp bánh Kamba các bác nhé. Độ trớn rất là tốt, rất là mượt các bác nhé. Cặp bánh này thì bình thường bây giờ giá ở trên thị trường thì anh em đang bán thì nó cũng xem là khoảng ngót gần 40 triệu, 39 triệu mấy trăm gì đấy. Đấy, nó cũng tùy sốt. Hôm nay bác nào chốt hai cặp bánh này thì em sẽ để cho các bác với cái mức giá rất chi là tốt các bác nhé, rất chi là tốt. Đấy, nó chỉ duy nhất là trong ngày mùng 2 đến 9 hôm nay thôi các bác nhé. Đấy, nó sẽ rơi vào cái khoảng giá là trên 36 triệu các bác nhé, trên 36 triệu. Đấy, các bác nhé. Nói chung là các bác sẽ tiết kiệm được mấy triệu đấy, so với lại giá ngày thường anh em đang bán 39 hơn 39 triệu các bác nhé. Đấy, bánh thì là bánh mới, phụ kiện đầy đủ hết. Đấy, sẽ có hai cặp. Đấy, có duy nhất hai bác thôi các bác nhé, hai bác sở hữu được hai cặp bánh này với cái mức giá duy nhất đấy, trong ngày mùng 2 tháng 9 bán tri ân khuyến mại các bác, giảm giá các bác nhé. Các bác thông cảm là em không báo giá trực tiếp được tại vì còn rất là nhiều anh em bán nữa. Đấy. Thì các bác có gì thì cứ alo cho em. Đấy. Giá em đã phát ra là không mặc cả các bác nhé, không mặc cả, và hôm nay thì em bán giá sale, giá tốt cho các bác rồi nên là không bao ship các bác nhé và không mặc cả. Đấy, các bác thông cảm cho em như thế. Em thì có gì cái là cứ nói thẳng luôn, không loanh quanh, không vòng vo các bác nhé. Đấy, để có hai cặp cấu hình thì giống nhau hết. Đấy. Rồi, em vừa giới thiệu chi tiết các bác cặp bánh Kamba Bolo 150 AC3.
bánh mới các bác nhé. Lúc này em mới quay sơ sơ cái cặp đằng sau, còn đây là cái cặp đằng trước đây. Đó. Mới 100% luôn. Các bác đại nói các bác. Độ trớn độ mượt của cam 3 thì miễn bàn rồi các bác ơi. Đây. Em thì nói chung là cũng đam mê, cũng có một chiếc, cũng có một con để chạy thể dục thể thao. Đây. Cũng đang chạy một cặp cam 3 đây. Cặp này thì đúng ra là em mua về để chia lại các bác, có quá trình vận chuyển thì nó có bị lủng một chút cái carbon đây, nên là em đang để lại em sang. Đấy, nếu mà nói chung là em đang để lại em sang. Thực tế là cái cặp này hàng lướt bây giờ nó đẹp, cam 3 mà AC3 như thế này thì nó cũng trên 30 triệu rồi. Đấy, có khi nó cần không có phụ kiện. Để các bác thêm một chút nữa, các bác sở hữu hàng mới có phụ kiện full thùng luôn các bác nhé. Có hai cặp. Rồi, các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998 và Zalo là 0983525862. Em cảm ơn các bác đồng hồ và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.